ty luật mang bình ga đến trường tiểu học ép phụ huynh trả nợ ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, quá trình điều tra thu thập được sau khi ngân hàng OCB chuyển hợp đồng vay nợ của anh B ở thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, công ty luật pháp Việt đã dùng nhiều thủ đoạn đe dọa mang bình ga đến nhà trường nơi con gái anh này đang học nhằm uy hiếp giáo viên. Nguồn tin của báo chí chúng tôi cho biết, quá trình điều tra vụ án liên quan tổ chức tội phạm núp bóng công ty luật pháp Việt để thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại tỉnh Tiền Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Các đối tượng liên quan đã khai nhận hợp đồng đòi nợ từ ngân hàng Phương Đông, OCB. Cụ thể, theo báo cáo của cơ quan tố tụng, ngày 28 tháng 10 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang tiếp nhận thụ lý nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu của tội khủng bố, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại trường tiểu học Phan Văn Kiều, thị xã Cai Lậy. Quá trình xác minh, cơ quan tố tụng huyện Cai Lậy xác định, năm 2019, anh NVB, trú tại thị xã Cai Lậy, nợ OCB số tiền 50 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Đến tháng 7 năm 2022, OCB chuyển hợp đồng vay của anh B qua công ty luật pháp Việt có trụ sở tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để đòi thuê khoản nợ này. Sau đó, anh B đã bị một số đối tượng dùng các thủ đoạn đe dọa, khủng bố tinh thần để ép trả nợ. Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14 tháng 2, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám phá chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt tại tòa nhà TNT Dancer Sport trên đường Lê Văn Huân, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin đáng tin cậy cho biết, qua làm việc, các đối tượng Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1988, là trưởng nhóm quản lý 14 nhân viên phụ trách đòi nợ cho ngân hàng OCB và Hà Thị Hiệp, sinh năm 1990, nhân viên đòi nợ, khai, được công ty giao cho đòi nợ hợp đồng vay tiền của anh B với số tiền trên 100 triệu đồng. Thời gian đầu, Hiệp điện thoại đe dọa đòi giết con, người thân của anh B. Điều này khiến anh B sợ nên đã trả cho ngân hàng OCB 10 triệu đồng. Số còn lại, do B chưa trả được nên Hiệp cùng Hải tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để truy tìm thông tin người thân của anh B. Cụ thể, Hiệp sử dụng 3 số điện thoại di động gọi điện, nhắn tin cho cô chủ nhiệm và ban giám hiệu trường tiểu học Phan Văn Kiều yêu cầu cho cháu Nguyễn Ngọc Huyền Trân, con anh Bon, nghỉ học để gia đình giải quyết nợ. Nếu không sẽ không để yên cho các giáo viên. Chưa dừng lại, Hiệp gọi cho cửa hàng ga Huy Huyền thuộc khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy yêu cầu giao một bình ga đến trường Phan Văn Kiều và điện thoại cho cô giáo ra nhận bình ga, không nhận sẽ cho nổ cả trường. Sự việc sau đó được ban giám hiệu nhà trường trình báo công an. Giữa tháng 2 năm 2023, cơ quan chức năng huyện Cai Lậy làm việc với các đối tượng liên quan. Nhóm này khai, công ty luật pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, mỗi nhóm có một nhóm trưởng để theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên đòi nợ. Kết quả đòi được nợ sẽ báo lên lãnh đạo, trưởng phòng của công ty để trả lương và trả thưởng. Công ty trả lương cho mỗi nhân viên là 6 triệu đồng một tháng, nếu đòi nợ được nhiều thì sẽ trả thưởng nhiều. Theo Công an tỉnh Tiền Giang, bước đầu các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động núp bóng công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu. Trung bình mỗi tháng, công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu ở trên. Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25% đến 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, ban giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền. Với lợi nhuận rất lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên, nên số đối tượng này không từ một thủ đoạn nào để buộc nạn nhân phải trả tiền. Hiện cơ quan điều tra đang làm việc với 133 đối tượng, trong đó đã khởi tố, tạm giam và bắt khẩn cấp 13 đối tượng liên quan đến vụ án để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và khủng bố. Việt Á trong giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, dư luận chờ đợi một Việt Á trong giáo dục là vì những dồn nén, bức xúc từ câu chuyện sách giáo khoa đã tích tụ rất nhiều năm qua. Vụ án nhà xuất bản giáo dục Việt Nam mà cơ quan công an vừa khởi tố đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Theo đó, mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại nhà xuất bản giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 4 bị can gồm Nguyễn Đức Thái, 61 tuổi, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên và Nguyễn Thị Thanh Thủy, 56 tuổi, nguyên trưởng ban kế hoạch marketing của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng nói, mới chỉ kiểm tra xác suất một số hợp đồng đã phát hiện giá giấy mà công ty Phùng Vĩnh Hưng bán cho nhà xuất bản cao bình quân gấp 1,7 lần giá nhập khẩu.
với số tiền chênh lệch khoảng 210 tỷ đồng, mà trong giai đoạn 2014-2019, công ty Phùng Vĩnh Hưng đã trúng thầu đến hơn 83,1% số lượng giấy của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tương ứng với hơn 1.890 tỷ đồng. Từ chuyện lỗ lãi của nhà xuất bản, dư luận mới nghĩ tới chuyện tăng giá sách giáo khoa thời gian qua. Hiện nay, giá sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới so với sách giáo khoa cũ vốn đã tăng gấp 3-4 lần ở khối lớp 1, gấp 2-3 lần ở các khối lớp 3, 7, 10. Phải chăng, việc tăng giá sách giáo khoa chính là một trong những nguyên nhân chính giúp lợi nhuận của nhà xuất bản giáo dục tăng cao? Thực tế cho thấy, bấy lâu nay, người ta cứ nghe điệp khúc cải cách và cải cách. Phụ huynh bị xoay như trong chóng, sách mới năm nay mua cho con học, năm sau đã phải bỏ vì chương trình đã khác. Vì con thực hành trực tiếp trên sách, chưa kể là những kiến thức khởi đầu cho các bé tiểu học có nhất thiết phải thay đổi nội dung liên tục như vậy không? Để rồi, chính lớp cha mẹ ngày xưa bị quay cuồng trong bộ sách giáo khoa của con mình. Bởi thế, dư luận càng bức xúc hơn khi sách giáo khoa, một loại hàng hóa không thể không mua, lại nằm trong tay một nhà xuất bản. Đã thế lại nay thay đổi, mai thay đổi về công tác biên soạn, dùng được chỉ một lần, lãng phí ngàn tỷ mỗi năm. Sách giáo khoa liên tục tăng giá, tăng gấp rưỡi, tăng gấp đôi, tăng gấp ba, trong khi nhà xuất bản giáo dục dù cứ mở miệng là kêu lỗ từ việc in sách giáo khoa, nhưng kết quả thì doanh thu kỷ lục, lãi kỷ lục. Đấy là chưa kể, mỗi đứa trẻ đến trường đều được giáo dục đức tính tiết kiệm, ấy vậy nhưng những bộ sách chứa đựng tri thức lại không hề mang tinh thần ấy. Ngay cả những nước giàu có như Đức, họ vẫn sử dụng những bộ sách giáo khoa mang tính kế thừa, còn chúng ta tại sao lại không? Công bằng mà nói, sách giáo khoa có nhiều nguyên nhân để tăng giá, nhưng nếu việc tăng giá hợp lý, có cân nhắc đến túi tiền của bề mặt chung người dân, hoặc khi có lợi nhuận, sách giáo khoa giáo dục biết san sẻ, thành lập một tủ sách chung miễn phí ở các trường, giúp học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận sách mới dễ dàng, thì chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều phụ huynh. Đáng tiếc, họ đã không nhìn thấy được điều đó. Thành thử, bên cạnh những lùm xùm về giá sách giáo khoa, cũng có không ít thắc mắc và nghi ngờ đối với sự thiếu minh bạch trong công tác điều hành và quản lý của những người đứng đầu nhà xuất bản giáo dục giai đoạn này. Vì lẽ đó, dư luận ví đây là vụ Việt Á trong giáo dục và nó còn khủng khiếp và tàn ác hơn Việt Á y tế nhiều lần, bởi vì nó không chỉ làm khổ sở về tài chính trong việc lo tiền mua sách giáo khoa của hàng triệu phụ huynh, hàng triệu gia đình có con em đang cấp sách tới trường, mà nó còn làm hỏng nhiều triệu học sinh của một thế hệ bị lạc vào mê khủng trận của cơ man các loại sách giáo khoa. Chưa kể vụ này còn làm thất thoát nhiều trăm tỷ đồng của ngân sách nhà nước do các đối tượng tham nhũng đục khoét. Chính vì vậy, Việt Á trong giáo dục này còn tăng ác hơn thế, nó làm suy yếu cả một sự nghiệp chồng người, góp phần làm eo uột và thui chột hàng chục triệu mầm non tương lai của đất nước, ít ra là trong cả chục năm tới.